đây dùng con nít nít ra. Ông nội ơi, cho con tiền con đi học đi ông nội ơi, con ăn bánh nghe ông nội. Bây giờ chú có thể giải giọng các vùng miền cho con nghe được không chú? Rồi cũng như là các ông cụ, bà cụ, người già rồi đó. Coi như là nếu mà giả giọng từng vùng miền cũng như những người mà khuyết tật rồi đó, thì cái này chú làm cho khoảng trên 10 giọng, 10 người. Nhưng mà có những cái mình sợ, ví dụ như mình làm rồi bà con cô bác nói mình ngoa tiếng này kia là nhiều khi cũng bị rầy dữ lắm. Nhưng mà chú nghĩ đây là cũng như mình cái nghệ thuật, chứ không phải mà hàng ngày mà để mình làm vậy mình đi nhái tiếng người ta, nó không hay lắm. Như thì trước khi làm thì chúng tôi cũng xin cáo lỗi cùng tất cả, với cũng xin phép bà con cô bác mình cho chúng tôi thực hiện cái đoạn này cũng như là vì nghệ thuật, chứ không là phải vì nhái tiếng hay là ngoa tiếng gì hết. Rất mong bà con cô bác mình từng vùng miền cũng như là những bà con cô bác nào có khuyết tật mà chúng tôi nhái giọng cũng cảm thông dùng. Vì đây là cái nghệ thuật. Vì đầu tiên nhất là chúng tôi nói giọng người Hoa, nhưng mà tất cả những giọng này đều là tiếng Việt hết. Là người Hoa, họ nói là ngồi ở bên là Trung Quốc á, chứ ngồi lâu ở Việt Nam đâu. Mấy ngày gần đây mình thấy bên là Trung Quốc á, là ngay chỗ cái làng Vũ Hán là bị cái lại dịch quá trời quá lắc á, cho nên ở Việt Nam mình cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều. Giờ ngồi con lang lo lắm ha. Quá hay. Dạ. Bây giờ thì tiếp theo chúng tôi sẽ nói giọng Bắc, nhưng mà không biết thuộc cái tỉnh nào không biết. Bây giờ mình làm chứ mình cũng không có nắm chính xác lắm. Bây giờ thì cái mơ ước mình hồi trước đó là mình được ra ngoài Hà Nội để xem cái năng của bác, rồi đi vòng vòng cái Hồ Hoàn Kiếm ấy. Thì năm 1917 là mình cũng ra ngoài đấy đây. Ngoài đó này rất là đẹp đấy. Đấy là ngoài Hà Nội mình có đi được một lần đấy. Tiếp nha. Dạ. Rồi sau đó cái lần đó thì chú lại có cái dịp mà đi sang Huế đấy. Là chú đi Hà Nội thì đi ngang Huế, là chú có ghé Huế. Rồi chú cũng có xem được sông Hương, cùng đi chợ Đông Ba này, chùa Thiên Mụ này kia đâu, cầu Tường Tràng đó, của chú cũng cũng có được đi được mấy ngày, rồi cũng có ăn được cơm hến ngoài đó. Rồi sau đó là chú đi trở vào thì có vào mấy tỉnh miền Trung, thì chú đi sang cái vùng đi qua tỉnh Thừa Thiên nè, Quảng Nam nè, Đà Nẵng nè, Phan Rang nè, chú đi mấy tỉnh miền Trung này, chú cũng nghe được bà con nói đó, rồi mình cũng nháy cũng được đó, là chú cũng khoái ở mấy cái địa danh đấy đấy. Quá hay luôn. Tiếp mà. Dạ. Rồi tới cái miền Nam thì thoải mái rồi, nhưng nãy giờ mình miền Nam không. Đó. Dạ. Nhưng mà miền Nam thì chú có thể nói được giọng ông già. Ông già nè. Dạ cả rồi mấy đứa ơi, Tết nhất rồi mình cũng không có lo được gì hết cho con cháu, nhưng mà được cái con cháu nó về đây nó đốt nhang cho ông già cũng được, vui vẻ, đúng không? Đây giọng con nít, nít nè. Ông nội ơi, cho con tiền con đi học đi ông nội ơi, con ăn bánh nghe ông nội. Cái nữa là cái giọng người nước ngoài. Tôi ở Việt Nam mà tôi thói Việt Nam đẹp lắm. Từ miền Bắc, miền Trung, miền Nam, chỗ nào cũng đẹp, tình nghĩa đồng bào rất là tốt, chỗ nào cũng ân cần, cũng tiếp đón nồng hậu, cho nên tôi khoái Việt Nam lắm, tôi thích Việt Nam. Ok. Được nữa. Dạ. Tới nữa là thường thường mình ăn nước đá hoặc uống cà phê rồi nhiều thì nó người mình nó nóng, mà nóng thì thường thường nó mình phát biểu nó khan tiếng này, là hôm nay ăn nước đá nhiều quá nói không ra tiếng, trời ơi trời muốn chết luôn hay này kia đó, không ra tiếng được, nó khan vậy. Cái giọng bên đây không? Dạ. Bên đây nó chửi nhau mấy anh đó. Dạ không có sao chú, bình thường mà, mình nói chuyện bình thường mà. Đây coi bên đây gì nữa nè. Ngồi đê nó được này. BD với lại cái giọng sức môi. Nhớ này nhớ, tao không nhớ được. Làm không? Dạ chú nói luôn. Rồi, đi chú. Tiếp theo thì chúng tôi sẽ làm cái giọng của người sức môi với người ngọng. Thì cái phần này như tôi nói từ nãy là cũng rất mong bà con cô bác anh chị em mình cái hoàn cảnh này cũng thông cảm cho BD là nghệ thuật.
nhức môi nhà nhánh môi nên không gió cho nên nhức môi là này mưa lâu dám đi ngoài nhức mưa nhung nụ mũi nhét vô đó là giọng nhức môi. Còn giọng ngọng nè nó đã lớn lớn hết nói chuyện nó hình khó nghe nó giọng giọng nó là giọng giọng nó ngọng quá hay rồi có đề không dạ. Còn thêm nữa là cái giọng của mấy anh chị em mình có mang hai dòng máu là BD đó thì mình cũng có tiếp xúc bị hồi trước mình cũng làm công tác văn hóa thể thao ở xã rồi mấy đoàn hội chợ đồ về đó thì cũng gặp mấy anh chị em mình BD rồi mình cũng học hỏi rồi mình cũng nháy cũng được là trời ơi chẳng dễ xạ luôn nha hứa đi hôm đi ai trời quý sứ trời chú ghê quá. À, dạ chú ơi, nãy giờ con phải nói là khi mà diễn kiến nghe chú biểu diễn những cái tài giả giọng của các con vật cũng như là các vùng miền, đây là nghệ thuật mà. Thì ở trên mạng thì cô chú anh chị có thích nghe thì thưởng thức, tại vì nó là mang một cái tính nghệ thuật thì nó phải biểu diễn cho người ta mới biết là nghệ thuật. Thì hôm nay con có dịp đến đây con tìm đến cái hoàn cảnh của chú với cái cuộc sống bây giờ như hiện nay. Thì con... không biết nói gì hơn, con chúc chú một cái sức khỏe, đầu tiên có sức khỏe dồi dào để cho chú cống hiến cho nghệ thuật đến cái giây phút cuối cùng, như cái câu mà biểu ngữ, có hai câu thơ mà chú có treo ở trước cửa nhà đó. Con chỉ chúc chú vậy thôi và cố gắng giữ cái thanh xuân giống như bây giờ. Thì hôm nay có dịp đến đây thì chú có muốn gửi lời nào đến cô bác anh chị ở trên mạng, cộng đồng mạng không chú? À, thì cũng có, thì nhân dịp coi như cái bầu không khí mùa xuân nó vẫn còn, bị trong năm nó có bốn mùa mà xuân hạ thu đông thì tháng giêng cũng nằm vào cái tháng mùa xuân thì cái hương xuân nó vẫn còn. Thì nhân dịp cái năm mới thì chúng tôi cũng xin kính chúc bà con gần xa rồi các anh em văn nghệ sĩ cũng như tất cả quý vị xem cái clip này coi như là thứ nhất là dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt trên mọi lĩnh vực. Ngày xin hết. Dạ, chú ơi thì hiện nay khi một phần nữa con trước khi kết thúc clip là con thấy hoàn cảnh của chú nói lúc nãy là cũng gọi là đắm đuối về kinh tế. Thì nếu như mà những người mà có quan tâm về cái hoàn cảnh của chú, về cái đam mê nghệ thuật của chú thì sẽ liên hệ với chú qua số điện thoại nào hay chú ha? Chú thứ nhất là nếu anh em cô bác mà có tấm lòng để mà hỗ trợ cho mình á thì trước nhất là mình xin cảm ơn trước. Còn nếu muốn liên hệ cho mình thì liên hệ qua cái số điện thoại là 0918 036 846, hoặc là đến nhà chú là đến địa chỉ nào? Đến nhà chú thì đến tại ấp Hàm Luông, xã Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Dạ. Khi đến Tân Phú thì hỏi mình vẫn biết, hỏi hồ ngon, hoặc ở đây người ta kêu mình ông bầu ngon. Vì hồi trước tiếp bản mình cũng có chơi mình cả lương rồi nó kêu ông bầu không. Con thấy chú là rất là đa nghề. Như là chú nói là làm bầu của cải lương. Rồi nhiếp ảnh, nhà thơ đó. Nhà thơ. Rồi hướng dẫn mấy chương trình, làm MC, rồi hướng dẫn du lịch, làm báo ảnh nghệ thuật rất là nhiều. Dạ. Con chúc chú sức khỏe dồi dào. Dạ, con cảm ơn chú rất là nhiều. Cảm ơn chú ha. Dạ dạ.